Chúng ta vỗ tay cho đạo diễn Trấn Thành ạ. Rất là xin chào quý vị, chào anh Linh, chào anh Tùng với anh Đạt. Chứ giọng dễ thương vậy, nói giọng bình thường thôi. Dạ. Con hổ báo thôi. Dạ không, em thích riêng tư chút xíu cho nên em nói giọng nhỏ luôn. Còn sự riêng tư đấy. Còn sự riêng tư một chút. Xin lỗi anh. Thưa quý vị, Thành ngồi bên dưới từ nãy giờ Thành có rất là nhiều cảm xúc. Thì trước tiên là Thành phải nói ra như thế này nè, là quý vị thấy Văn Linh anh lên anh nói là rất là sợ lâu, cho nên kể một câu chuyện lâu lâu lắm. Thì em muốn lên em rút kinh nghiệm cho nên em phải ngắn gọn hơn lên một chút. Và thí dụ lỡ em có bị sai đường em lâu thì quý vị cũng bỏ qua, đó là cái nết của những người nói nhiều. Vâng. Thưa quý vị, hồi nãy Thành ngồi bên dưới, Thành ngồi Thành suy nghĩ từ lúc mình bước vào rồi mình nhìn cái dàn đồ á, cái dàn đồ mà anh Rương đứng treo á, mình ngồi mình suy nghĩ nó ui, bây giờ nó thật sự nha, có đẻ ra 10 kiếp rồi Trấn Thành cũng không thể nào mà chịu khó như anh Rương làm đồ đạc mà để như mannequin như thế này. Mà nó thiệt quý vị, nó là một cái viện bảo tàng quý vị, nó đủ đẹp và nó đủ chỉnh chu để nó có thể làm một cái viện bảo tàng về thời trang, về trang phục của một nghệ sĩ thật sự luôn. Và không ai có thể mà chịu khó để mà quý vị để một cái bộ đồ nó quá trời phụ kiện mà anh làm được như vậy. Rồi quý vị thấy mở màn, người ta chỉ ra tung của cái đầm thôi và đi thay đồ. À cái khăn cho anh, xin lỗi anh chị, nó hơi rộng. Và vâng, đó là có, cái khăn cho anh có xoay, anh có xoay cái câu có xoay cái câu hậu có chị thôi. Có một cái đúng rồi, chỉ có một cái tung thôi như quý phi thôi, như thế này thôi mà vào đó thay ngay bộ đồ liền. Có nghĩa là mình thấy là cái độ đầu tư của anh Hưng. Anh Hưng là cái người nghệ sĩ mà chịu khó thay đồ nhất Việt Nam luôn. Thật sự. Ngày xưa là anh chị đối với em là thay đồ là bậc nhất á. Em gọi là sư phụ là chỉ có Thanh Bạch thôi. Bây giờ em nhìn á, em để ý là biết với anh Hưng là cũng là 1910 với anh Bạch luôn á. Là hai người này đấu với nhau được á. Thì em nói thiệt với quý vị là có những điều em nhìn với em nói là chưa chắc mình làm được. Không bao giờ mình làm được những điều mà Đại Bình Hưng đang làm đó. Bây giờ cái sự chịu khó, cái sự chi tiết trong cuộc sống của anh. Quý vị thấy mỗi một quý vị đang ngồi ở đây, chưa chắc em làm phim em mời được ngầm này người đến đây. Em nói thiệt, em họp báo thì em chỉ mời vài người gọi là chủ chốt trong cuộc sống của em thôi. Sau khi công bố dự án phim thì mình mới mời đâu. Còn quý vị thấy cái cách anh mời quý vị đến đây trang trọng như thế này, từng người từ Đà Nẵng rồi Hà Nội rồi Mỹ, có nghĩa là cái người này người ta sống nó tinh tế và nó chi tiết đến mức độ mà mình nghĩ rằng là mình đúng nãy giờ đang ngồi bên dưới hỏi câu y chang như Linh là cái phim này làm cái gì về cuộc đời ông? Tại vì cuộc đời của ông có quá nhiều thứ trên đời để kể. Cái gì ông cũng trải qua một cách rất là lập dị. Quý vị biết là Đàm Minh Rưng là một người sống không bình thường, cho nên bây giờ rất không bình thường. Chúng tôi đều như thế thưa quý vị. Những người nghệ sĩ đã đứng như thế này, em cũng may mắn em nổi tiếng được hơn một thập kỷ rồi. Thì anh Hưng thì em thấy em quan sát là ảnh một trong những người giữ được phong độ mà lâu bậc nhất cái showbiz Việt. Hơn 2 thập kỷ, anh nhận. Gần 3 thập kỷ nổi tiếng. Quý vị biết nổi tiếng được đã là khó, mà nổi tiếng liên tục trong hơn 20 thập kỷ. Bây giờ nói thẳng là Đàm Vĩnh Hưng là người đã nổi tiếng 1/4 thế kỷ. Không sai. Không sai. Mình kể cái gì trong cuộc đời của một người đang nổi tiếng hơn 1/4 thế kỷ. Cái phim này là phim về lịch sử. Chúng ta sẽ thấy được lịch sử của âm nhạc Việt Nam trải qua các giai đoạn. Em chỉ hỏi em một câu thôi. Em cũng lại giống anh Linh. Xin lỗi trước nếu em có mạo phạm. Rồi chưa dựng câu chuyện luôn. Tại vì em là một cái người sống cũng thật. Em không bao giờ giả dối. Em nói thiệt anh là nếu em có thương anh lắm, quý đó lắm. Nếu như em lên em không có cảm xúc thì em sẽ không nói gì hết. Em sẽ nói những câu rất là dễ thương rồi đi xuống. Nhưng em nói nhiều là có nghĩa là em có cảm xúc, là vì em muốn thật sự muốn chia sẻ với anh. Em hỏi một câu này với cả ekip luôn. Xin lỗi nếu câu hỏi của em nó có hơi tấn công một chút xíu, nhưng mà không phải là tấn công, nhưng mà em nghĩ nó sẽ gây tranh cãi một chút xíu. Thường người ta sẽ làm một cái bộ phim về cái nhân vật đó khi mà họ đã xong xuôi hết rồi. Thì dạ, xong xuôi cho cái cõi trần gian này hết rồi, thì mình sẽ kể lại họ qua cái chứng kiến của những người tại dương thế. Bây giờ với một cái người mà hiện hữu như thế này kể lại cuộc đời của mình, em thật sự rất muốn biết hỏi anh Hưng câu này. Với em sẽ cực kỳ
không thích một dự án kể về một con người không có khuyết điểm. Nếu Trấn Thành làm phim về Trấn Thành, tôi sẽ tự biểu xấu bản thân mình. Như tôi đã từng nói, tôi là thằng Cry, tôi là Mr. Riêng Tư. Tôi là mọi thứ các bạn chửi rủa tôi, cuộc sống của tôi enjoy với nó. Tôi nghĩ nó không sai, các bạn có quyền nói và tôi có quyền nhận hay không là quyền của tôi. Nếu mà cái phim này mà Đàm Vĩnh Hưng không có khuyết điểm thì tôi không muốn xem. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh làm cái phim này để làm cái gì? Em muốn biết cái mục đích lớn nhất để làm cái gì? Bởi vì những người như Trấn Thành, như Đàm Vĩnh Hưng, có thể các bạn nhìn vào các bạn sẽ cho rằng chúng tôi là những người ngông cuồng, có những cái phát ngôn gây tranh cãi, có một cuộc sống không bình thường, mọi người đang cho là như vậy. Thì em không biết là có phải anh làm một bộ phim để người ta nhìn vào cái góc yếu đuối của anh để thương anh và thông cảm cho anh nhiều hơn hay không. Nếu nó chỉ dừng lại ở đó thì em vẫn thấy dự án này chưa thật sự là Đàm Vĩnh Hưng. Tại vì nếu mình phải làm một cái gì đó sòng phẳng với cuộc đời hơn thì nó mới là Đàm Vĩnh Hưng. Còn chỉ để làm một phim để người ta thấy được góc yếu đuối của mình, hiểu mình hơn và thông cảm cho mình hơn thì nó không phải là anh. Thì em muốn biết thật sự anh làm phim này để làm cái gì? Cảm ơn câu hỏi Trấn Thành, rất tuyệt vời. Bắt người ta phải lôi hết tất cả những bí mật ra để có thể nói đây là người số 1 ở Việt Nam có thể làm được chuyện là Trấn Thành. Em đặt câu hay lắm. Thứ nhất, em ơi, anh nhiều khuyết điểm vô cùng, nhiều lắm lắm lắm, anh giấu thôi. Anh giỏi giấu thôi chứ còn anh nhiều lắm. Anh xấu tính, anh cọc cằn, rồi anh nói chuyện hai câu là phải có chữ thề một chữ. Rồi anh rất rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng chỉ vì cái áo nghệ sĩ nó khống chế hơn nhiều quá, áo có sự nổi tiếng nên là mọi người chưa thấy được cái góc khuất đó của người thật hơn. Thì phim này mọi người sẽ được thấy tất cả những cái gì. Và cái thứ hai, như em nói đúng, em à, anh không trả lời vội để làm cái gì, mà anh muốn cảm ơn em, rất cảm ơn em, cảm ơn lắm. Một cái sự gợi ý gián tiếp, một cái sự trao tặng, một cái idea mới hơn nữa cho tụi anh có thể có thêm những cái điều tuyệt vời như em đã từng tạo dựng. Sự tuyệt vời đó đối với công chúng tại Việt Nam và trong điện ảnh của em. Anh làm cái gì thì hãy để bộ phim trả lời hay nhất. Với cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Hai Thanh Hằng, cảm ơn vì rằng là cái sự Hương nhìn Hương với Thành hay có những cái nhìn về một vấn đề rất nhiều những góc cạnh khác nhau thì có thể người ta sẽ trả lời nhanh liền, anh làm cái này tại vì anh thấy anh là từ zero, from zero to hero, anh không có đặc sắc nào trong tay đó, anh biến thành vậy, anh trả lời rất nhanh. Nhưng mà anh phải nhìn ở một góc độ khác là em đã trao gửi thêm một phần kịch bản nữa cho anh cảm ơn em. Ủa? Là này xuôi này đóng phim hả? Em mà xuôi thì thôi em mà xuôi thì thôi em xin vô em kiếm đi chứ. Nhưng mà thưa quý vị, thế này là tại sao mà Thành xúc động, là tại vì thế này, mình nghĩ thế này rồi. Nhìn Linh nói anh có thể trải qua một cái cuộc đời anh thấy rất nhiều người thăng trầm. Quý vị đời nghệ sĩ nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang cứ mới lên đây để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ, nếm nó đi mà biết nó là cái gì. Dạ, rất cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Quang Linh. Đi xuống được hả? Cảm ơn Thành. Cảm ơn Thành nhiều lắm em ơi. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho những người bạn của anh Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trên sân khấu ạ. À.